con thờ kinh cơ ra con mấy con số gì đây đó đó đó. Bác còn giơ tay lên em. Middle out right there. Look faster, look quicker. What? Faster. Come on. Cơ ra con mấy con số gì đây. Every night in my dream I see you, I feel you. Far across the distance, go on. Here, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door. The heart will go on and on. Thở ra con mấy con số gì đây đó. Dẫn trở lại âm nhạc của mình. Thở ra con mấy con số gì đây. Tết âm lịch Việt Nam bà con ra phố mua sắm cái quà xuân. Ừ, đưa nhau đến tận hội chợ mừng xuân. Cho nên kén chọn lô tô đang chờ đón cái vô mùa đại dài tờ. Trời cao chiếu xoay thân mình số vô hoài thôi ta đành giàu sang. Trời cao chiếu xoay thân mình số vô hoài ta có quà mừng xuân. Con gì nó ra đây tôi kêu con cờ ngay. Cờ ra con mấy con số gì đây. Còn quý vị nào chưa có vé xin giơ tay lên. Nhân viên của chúng tôi sẽ đến tận nơi để phục vụ cho quý vị. Lẹ đi em bước nhẹ đi em lướt nhẹ đi em. Mang đôi hia bấy dầm nghe em. Đi ra xa để mời anh ba. Đi qua đây để mời cô hai. Đi sang kia lấy dùng chai bia. Vì nó ra đây tôi kêu con cờ ngay. Cờ ra con mấy con số nó gì đây đó. Xin mời các nhân viên phục vụ cho vòng quay chuẩn bị cho vòng loại lần thứ 3 năm nay mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014. Rồi hôm nay nắng đẹp trang hòa, có gió mát trăng thanh nhẹ nhàng lướt qua trong khung chợ hội chợ mừng xuân của cộng đồng Việt Nam Sacramento của chúng ta. Đây là một ngày tuyệt đẹp, bởi vậy chúng ta phải hết mình tung ra lấy những tờ giấy màu xanh, đổi những tờ giấy màu gì vậy? Màu vàng. Rồi con đây đó, thấy chưa? Bên này đó. Cánh tay đưa lên, cánh tay da vàng đưa lên, máu lên. Một cánh tay giơ lên, ngàn cánh tay giơ lên, hàng vàng cánh tay giơ lên trong ngay tấm vé lô tô. Come on over here. On the left aisle. Come on. They're waiting for. Come on. Hết vé rồi hả? Sold out. Xin lỗi quý vị nha. Bây giờ có muốn nữa cũng không còn. Thành thật chia buồn cùng quý vị chưa có vé. Chưa bao giờ mà mình chảnh giống như bữa nay. Vô. Băng lặng mà nghe tôi kêu con cờ kinh. Cờ ra con mấy con số gì đây. Con số gì ra, con gì nó ra đây. Tôi kêu con cờ ngay. Cờ ra con mấy con số gì đây. Ai khóc than tiêu điều lòng này. Trong cánh quanh hiu mẹ em bắt em lấy chồng. Mà người chồng chẳng có tình thương nên em phải cam ổn lòng. Khoan đã quý vị, tự nhiên muốn ca bài này nhưng mà chưa thể ca. Bởi vì chưa thông qua thể lệ trò chơi lô tô. Kẻo không có người lên đây xé giấy nữa là mình phiền lắm. Đợi chút, cho mượn tấm vé của chú. Chú là một người mặc bộ đồ trắng rất là đẹp. Nhìn chú ngày xưa giống như Tuấn Vũ. À, tấm vé
vé màu vàng trên tay của Cường cầm tấm vé màu vàng xung quanh và con số vẫn là màu đen. Kính thưa quý vị, trên tấm vé này có 24 con số và một cái ô ở giữa. Ô ở giữa là con số free tặng cho quý vị. Trên tấm vé này có 12 cách trúng, 5 hàng ngang, 5 hàng dọc và 2 hàng chéo. Chỉ cần số quý vị lọt vô một hàng trong 5 hàng ngang hoặc là dọc hoặc là 2 hàng chéo là quý vị có giá trị trúng lô độc đắc cho ngày hôm nay. Đặc biệt hàng dọc ở giữa, hàng ngang ở giữa và hai hàng chéo chỉ có 4 số mà thôi. Quý vị xin nhớ cho, nếu nghe chưa rõ, nghe chưa hiểu, nói nhanh quá, nghe chưa có rõ, xin hỏi người bên cạnh. Tất cả những người bạn Lào, Campuchia, ở Mỹ hoặc là bất cứ người nào Philippines, whoever you are, if you don't understand what I'm saying, ask the next person on your right or on your left. Cờ ra con mấy con số gì đây, tôi kêu con cờ ngay. Cờ ra con mấy con số gì đây, tôi móc con cờ lên, tôi cầm nó trong tay. Con cờ nó xoay xoay, đất trời cũng cuộn quay. Con gì nó ra đây, tôi kêu con cờ ngay. Cờ ra con mấy con số gì đây, lô tổ lô tô trò chơi mà giải trí. Xin mời quý vị hãy ghé lại đây, cô bác đừng rầy lắng nghe cho rõ. Trò chơi đen có chẳng có lô vàng, xin cho một hàng năm con mới tốt. Xin nghe cho kỹ, đừng có suy nghĩ lỡ gian cờ kinh rồi tự trách mình thua tiền còn lỗ vốn. Ra đây còn sao 14, sao cái 10 còn bốn, còn sao 14 cái đừng có trốn mà nghe. Tôi kêu con cờ kinh, cờ ra con mấy con số gì đây, số gì ra, con gì nó ra đây. Tôi kêu con cờ ngay, cờ ra con mấy con số nó gì đây, trả lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại sạp bướm với cành lan. Cành lan giờ tốn ta mau, còn đâu một áng mây trôi, còn đâu kỷ niệm năm nào. Năm mươi còn sao, còn năm mươi sao, năm mươi sao cái đừng lôi cáo mà nghe. Tôi kêu con cờ kinh, cờ ra con mấy con số nó gì đây, số gì ra. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông. Trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm tròn một môi tình cầm. 30 còn 5, còn 35, 35 rồi. Cờ ra con mấy con số nó gì đây, tôi kêu con cờ ngay. Cờ ra con mấy con số nó gì đây, khi xưa đã gọi Việt Giang, vượt biên qua Mỹ đổi sang Việt Kiều. Về nước anh được đáng yêu, bởi vì trong tôi có nhiều đô la. 50 còn 3, còn 53, 53, 53. Ra có mấy con số gì đây, số gì ra, con gì nó ra đây. Tôi kêu con cờ ngay, cờ ra con mấy con số nó gì đây. Ra quay thằng sầm lướt ngăn chống quân sầm loạn, con là nhờ nữ sói lê quê quý tôi đầu liều quốc. Bài tứ sanh sanh tứ xem thương, ơn người sông ghi lầm ghi tâm. 20 còn 5, còn 25, 25, 25. Ra con mấy con số gì đây, số gì ra, con gì nó ra đây. Tôi kêu con cờ ngay, cờ ra con mấy con số nó gì đây, số gì ra. Xin tí nương dành tâm hiếu cho em nữ nhi trọn đời thợ chồng, dù lối chi cũng là chồng. Công sanh và công dưỡng nuôi, mai cũng nợ ơn trên hai nương. 18 năm nuôi con dân ca, ơn sâu đó em quên sao đành. Bàn tí hiếu cho nỗi đau của lòng ta. 20 còn 3, còn 23, 23, 23. Cờ ra con mấy con số nó gì đây, tôi kêu con cờ ngay.
chúc anh đại quá thân là trai, chúc anh đại quá thân là trai, từ hình dung dáng đi là trai, tài là trai là chúc anh đại. Con mười hai, con gì nó ra đây, tôi kêu con cờ ngay, cờ ra con mấy, con số gì đây, con số gì ra đây, miền Nam núi chập trùng mà người đời gọi tên là Nam Sơn, lối đi lên tới Hà Hà ngôi trường gần đây cách hai đèo, đường xa là đi lối đi gặp gình, 40 còn chinh, còn 40 chinh, có người kinh, quý vị hay lặng thinh giữ nguyên mà tâm nhé, để tôi kiếm lợi coi thứ có trúng không. Tôi hy vọng rằng anh không mà trúng gió, trong mùa xuân mới trúng gió mệt lắm anh ơi. Số nào? Dạ con gì anh vừa mới hỏi em, 49 phải không? 49 đúng rồi. Dạ con 12 có. Rồi con 25 có không anh? 25 có. Dạ con 64 có không? 64 kính thưa quý vị, tấm vé này có giá trị trúng lô được đặt lần thứ 3 cho ngày hôm nay. Anh tên gì? Đạt mà đạt được là tốt quá rồi. Và bây giờ ban tổ chức sẽ mang lì xì 200 đồng, hai cái nụ cười thiệt là tươi trong mùa xuân năm nay. Chúc anh Đạt may mắn và may mắn. Đừng ra ngoài kia đặt bò cua, anh có tính ra đặt bò cua không? Tài xỉu anh, rồi tôi xỉu luôn á. Rồi vui vẻ, xin cảm ơn.